Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, miền Trung hàng năm vẫn có thiên tai, mức độ có thể nhẹ hoặc nặng, nhưng người đầu tiên xuất hiện và sẽ ở đến cuối cùng với người dân miền Trung chính là bộ đội, công an, chính quyền địa phương. Các đoàn từ thiện đến rồi đi, nhưng đảng và nhà nước sẽ vẫn luôn ở đó. Họ là những người con của quê hương Quảng Thanh, Nghệ Tĩnh. Họ biết rõ quê hương họ cần gì, và luôn sát cánh với bà con quê hương của họ. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Thủy Tiên, Bác trưởng xóm và lời xin lỗi sau cùng đăng trên trang Học viện Phòng chống phản động. Lời xin lỗi chỉ có thể được chấp nhận khi nó xuất phát từ sự cầu thị, thật tâm và biết ăn năn. Vào đêm muộn hôm qua, trên trang của mình, Tiên đã có bài viết mình tạm gọi là bài viết xin lỗi lời xin lỗi này được đưa ra khi câu chuyện về từ thiện văn hóa từ thiện và việc lợi dụng từ thiện để hạ thấp nhà nước quân đội được đài truyền hình quốc gia báo quân đội nhân dân và các vị đại biểu quốc hội đề cập đến và ngay sau đó ca sĩ thủy tiên hoặc quản lý trang của tiên đã âm thầm gỡ hết các bài viết công kích bắt trưởng xóm trước đó Thực sự, sau khi mình đọc bài viết, những gì động lại là một sự khó hiểu và nhiều câu hỏi. Tiên xin lỗi ai? Vì sao xin lỗi? Vì sao phải từ bỏ bản ngã để xin lỗi? Vì sao nếu tiên dừng lại thì những người đang được tiên giúp sẽ không còn gì để sống và tiếp tục học hành? Trong bài viết của mình, lời đầu tiên Tiên nói là gửi đến Antifan. Tiên chia sẻ tiên buồn, khóc và cảm thấy mình dở thiệt. Mình không phải fan nên cũng chưa bao giờ là anti fan. Điều mình làm có một mục đích duy nhất là đòi công bằng cho những người yếu thế hơn tiên trên mạng xã hội. Trên thực tế, so với trang khổng lồ của tiên, mình cũng nhỏ bé hơn. Nhưng mình sẽ hỏi lại tiên thế này. Tiên buồn, tiên khóc vì những câm măng trái ý. Vậy những ngày qua, hàng trăm hộ dân thôn ngoạ cương bác trưởng xóm ngoạ cương đã lên sóng vtv hay bác trưởng xóm tường đã đối mặt với hàng chục ngàn công măng xúc phạm miệt thị lăng mạ trong những ngày qua họ đã ra sao cuộc sống bị đảo lộn danh dự bị xâm phạm gia đình bị đe dọa họ cũng là con người họ biết buồn biết khóc chứ thậm chí rằng cả chính quyền nhà nước bộ đội công an những con người vô duyên vô cớ bị hàng chục ngàn comment, có hàng ngàn like trên top và được cố ý giữ lại trên trang từ bài viết của Tiên. Họ bị đem lên so sánh, xúc phạm, phủ nhận đóng góp và sự hy sinh của họ trong những ngày vừa qua, họ sẽ nghĩ sao? Tiên nói người ta photoshop hình ảnh, bịa đặt nội dung câu chuyện để hãm hại Tiên. Tiên nói những gì mọi người chia sẻ trên khắp các diễn đàn là sai sự thật. Đây rõ ràng đâu phải là dấu hiệu của sự ăn năn. Câu chuyện vừa xảy ra, tiên cho người đến nhà bắt trưởng xóm chụp hình, chỉ chụp bên ngoài và chỉnh màu chỗ tường nhà đẹp nhất để người ta mặc sức xúc phạm bắt trưởng xóm. Trong khi chính quyền huyện lên tiếng, chính quyền xã lên tiếng, nạn nhân lên tiếng, nhiều người tìm đến động viên an ủi bắt trưởng xóm. Có hình ảnh đầy đủ cả gia tài của bác, thậm chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng xuống tận nơi. Vậy không lẽ những người đó là những người bịa đặt câu chuyện hãm hại Tiên? Đây đích thị là trò đánh lận con đen, biến hung thủ thành nạn nhân, lợi dụng nước mắt để trở thành nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, ở bài viết xin lỗi, nhưng Tiên năng đề cao vai trò của mình quá, nó không đúng với bản chất của sự xin lỗi. Ngay từ đầu mình đã khẳng định việc làm thiện nguyện của Tiên là tốt, đáng hoan nghênh và nghi nhận nhưng cần phải biết mình là ai và đang đứng ở đâu tránh nghe những lời tung hô thái quá rồi dẫn đến căn bệnh ngáo quyền lực điều này rất nguy hiểm khi người ta không biết mình là ai và đứng ở đâu họ rất dễ lạc bước có thể tiên đã được nhiều lãnh đạo trung ương gọi điện động viên khen ngợi nhiều lãnh đạo địa phương hỗ trợ nhưng điều đó không có nghĩa là tiên có thể làm thay công việc của họ miền trung hàng năm vẫn có thiên tai mức độ có thể nhẹ hoặc nặng nhưng người đầu tiên xuất hiện và sẽ ở lại đến cuối cùng với người dân miền trung chính là bộ đội công an chính quyền địa phương các đoàn từ thiện đến rồi đi nhưng đảng và nhà nước sẽ vẫn luôn ở đó họ là những người con của quê hương quảng thanh nghệ tỉnh họ biết rõ quê hương họ cần gì và luôn sát cánh với bà con quê hương của họ vì vậy mình chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện như tiên nói những người đang được mình giúp thì không còn gì để sống và tiếp tục học hành. Họ vẫn còn nhà nước, vẫn còn quân đội, những người đã đang và sẽ tiếp tục bảo vệ họ, hy sinh vì họ. 13 cán bộ ở Rào Trăng, 22 chiến sĩ ở Quảng Trị chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân, nhà bị sập được hỗ trợ 40 triệu nhà bị tốc mái được hỗ trợ 10 triệu, nhà có người chết, người bị thương, hoàn cảnh khó khăn đều có sự giúp đỡ của chính phủ địa phương. Vậy thì tiên lấy cớ gì? Để nói tiên đi thì họ sẽ không còn gì để sống và không thể học hành. Đây là sự ngụy biệt. Cuối cùng, khi tiên nói rằng mình cũng chỉ là người phụ nữ nhỏ nhoi, mong góp một chút gì đó, đi giúp mọi người trong lúc khó khăn thôi, vì nhiều người còn cần sự giúp đỡ của mình thì cũng mong tiên hãy nhớ rằng sự giúp đỡ tốt nhất chính là sự giúp đỡ mà sau khi người khác nhận nó họ vẫn giữ được lòng tự trọng và nhân phẩm tiên hãy nhớ rằng tuy tiên chỉ là một người phụ nữ nhỏ nhoi nhưng tiên lại sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến từ mạng xã hội và đội ngũ truyền thông có thể dìm chết nhiều người và một lời khuyên cuối cùng bản ngã của con người vốn không thể thay đổi nếu một kẻ tự bỏ đi bản ngã của chính mình để xin lỗi thì lời xin lỗi chẳng bao giờ thật lòng. Tiên xin lỗi, nhưng đó không phải là lời xin lỗi xuất phát từ mong muốn xóa bỏ những điều mà các nạn nhân của Tiên đã trải qua. Tiên xin lỗi vì sự miễn cưỡng mà Tiên nói rằng theo lời Phật dạy. Xin lỗi, chẳng Đức Phật nào dạy hãm hại người và xin lỗi như thế cả. Có lẽ đó nên gọi là khẩu Phật tâm xà. Hôm qua mình đã nói, người nổi tiếng hoặc cần pro cần quảng cáo như cá cần nước, không có nước thì khác. Nhưng khi có kẻ đã cố gắng lợi dụng nó, lợi dụng sự nhạy cảm của chính trị để tạo đam ma, nhằm kiếm thêm lợi ích từ quảng cáo thì đó là một sai lầm chết người. Mình cũng đã nói, chính trị thì khác với truyền thông, nếu là tạo đam ma thông thường thì có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế. Nhưng việc một đội ngũ truyền thông tạo đa không kích trực tiếp vào những con người được xem như đại diện cho nhà nước ở cấp cơ sở. Những con người có sự liên quan đến chính quyền, tân bốc đối tượng được pro và dìm hình ảnh của nhà nước xúc phạm danh dự của quân đội, của chính quyền địa phương thì đó là việc tự tay bấm nút tự hủy. Nhưng xem ra, đội ngũ tư vấn, trợ lý của Tiên đã rất kém cỏi khi không thể thách bạch chúng ra bị lợi ích từ những drama trên mạng xã hội che mờ con mắt của chính họ và thân chủ của họ, thật đáng tiếc. Chuyện gì cũng vậy, có khởi đầu và cũng có kết thúc, mình nghĩ mình không nên viết một cái gì đó để có thể chốt lại hết mọi việc từ đầu đến cuối. Sau bài viết này, mình sẽ không đề cập thêm nếu nó không phải là vấn đề mới và không gây nguy hại đến nhà nước.